Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đây là đồng bằng không gió, là nơi thăng cấp, vận may của mình cũng tốt quá đi. Vừa không dùng bao đồ, cũng không cần vất vả phải tìm đường ra hơn nữa. Điểm số ban đầu của mình đã có 188 điểm, còn thiếu 12 điểm nữa thì mình có thể tăng cấp rồi. Mình nhớ chị gái tóc xanh cùng kết liên minh với mình sẽ đợi cô ấy giải quyết phần điểm số còn lại. Trận này mình nằm không hưởng chiến thắng rồi. Bên khác, bao vây chúng lại. Thế mà lại gặp được hai con ma thú chuẩn tiên đế cảnh. Một con là một điểm đó, đừng để chúng chạy thoát. Máu giải quyết chúng đi, số lượng của những ma thú này đều có hạn. Đừng để mấy lục chủ khác giành trước. Thành công rồi, những ma thú này, một hai người ứng phó cũng có hơi nguy hiểm. Nhưng mà chỉ cần nhân số ở bên ta đủ, giết hai con thú này thì không thành vấn đề. Xuất hiện rồi. Ai xuất hiện rồi, Trần Trường An hả? Không không, là danh sách cạnh tranh mới nhất. Không ngờ càng xa động phủ thì điểm tích lũy sẽ càng cao. Chuyện này ai có thể ngờ được chứ. Toàn là mấy tên đẳng cấp thấp, tùy tiện giết chóc. Nhìn phía dưới xem, xem Trần Trường An đang ở đâu. Trần Trường An bị chuyển đến mê cung quỷ tỏa. Ông trời cũng giúp ta. Huyền Minh Giáo Hoàng tại sao lại vui mừng như thế? Cuộc thi kỳ này xuất hiện rất nhiều kỳ tài thế hệ mới. Trần Trường An chính là một tên khó giải quyết nhất trong đám kỳ tài này. Có mặt hắn, hành động của chúng ta sẽ bị giới hạn, chỉ đành né tránh đối đầu trực diện với hắn mà thôi. Nhưng mà bây giờ Trần Trường An xui xẻo, bị đưa đến mê cung như thế. Vòng đầu tiên chúng ta sẽ không phải chạm mặt hắn đâu. May mắn cũng là một phần của thành công. Một bên khác vùng núi nữa. Yêu thú ở nơi này bị mình giết hết rồi. Giống với lần trước, yêu thú ở mỗi khu vực đều có hạn. Nơi này rộng lớn bao la. Nếu tới bí cảnh tiếp theo, e rằng những quái vật đó đã bị xử hết rồi. Dù thế nào cũng khó có thể lấy hết được 200 điểm. Nên Bảo Thần Linh đã đưa ra cơ chế liên minh để chia sẻ điểm. Nhưng mà nữ đế quá tuyệt vời. Sắp làm không hưởng chiến thắng màn này rồi. Có một đồng đội đáng tin đúng là sướng quá đi. Ai đó không có thu hoạch gì hết. Điểm của hắn chẳng tăng tí nào. Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Toàn dựa vào mình. Mê cung U Minh Quỷ Tỏa, tôn thượng tha mạng, là người nhà mà. Ngươi nào hét cái gì vậy? Đừng dụ quái vật gần đến đây. Ngươi, ta chưa từng thấy mặt ngươi. Ngươi từ đâu đến? Má ơi, sao lại đưa mình đến nơi nguy hiểm này? Diệp Tiêu Lâm khi đó sao không kéo mình lại chứ? Mặc Thành, chuẩn tiên đế cảnh, cộng sự của Diệp Tiêu Lâm. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, kịp thời hóa hình, trận đấu chưa kết thúc mình đã chết ở đây rồi. Mê cung U Minh Quỷ Tọa này là nơi thí luyện các quy luật của thiên đạo. Trong đó có rất nhiều quỷ quái yêu ma đáng sợ bị phong ấn. Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua thôi. Xin tôn thượng tha mạng, ta lập tức đi ngay. Vừa là tuyệt địa còn là ma thú chuẩn tiên đế cảnh, mạng mình hẻo rồi. Bộ dạng này ta chưa từng thấy ai xấu như thế. Đi thôi đi thôi. Trong tộc đưa thư đến, xung quanh đột nhiên xuất hiện một luồng khí khủng bố. Lệnh cho chúng ta mau liên kết lại, mau đi thôi. Sống rồi. Không phải chứ, hai con quỷ đòi mạng vừa đi lại đến một diêm vương. Tôn thượng, là người nhà. Kẻ thứ hai. Dừng tay, không phải người nhà. Ta biết, à không, là người nhà nhưng không phải người nhà. Yêu rồi, giải thích không rõ ràng. Ca là ta đây. Gọi ngươi một tiếng ca. Là người nhà à? Ngươi nói sớm đi chứ, xém chút nữa thôi là ta xuống tay rồi. Ta nói rồi, luôn nhấn mạnh mà. Sợ ngươi nghe lầm rồi. Ngươi phải nói rõ ràng mới được. Tại sao ngươi còn cười chứ? Diệp Tiêu Lâm đâu? Ngươi đi cùng với hắn ta mà. Đúng là sai rồi, trận dịch chuyển của động phủ sẽ đưa mỗi người đến bí cảnh khác nhau. Đôi to của ta biến mất rồi. Đuôi to, lát nữa ngươi tránh xa ta ra một chút. Trường An ca, ca ca tốt của ta mau dẫn ta đi cùng hành động với. Ta rất là ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không gây chuyện đâu. Nếu chán thì có thể tìm niềm vui cho ngươi nữa.
Ta không bị mê hoặc bởi mấy lời đó của ngươi đâu. Mau nói xem ngươi hiểu mê cung này bao nhiêu. Được, ta ca nhìn kỹ đây. Không gian của nơi này bị biến đổi rồi. Đột nhiên hiện ra thi hài của nơi khác. Đây là cục đá khi nãy xuất hiện ở đằng sau rồi. Sự phức tạp là bề nổi của mê cung này. Đây thực sự là một bí cảnh cổ xưa xây dựng bởi hai quy luật luân hồi và không gian. Không ai có thể phá vỡ nó, cũng không ai có thể đi vào và trở ra. Thật không quá khi nói rằng đây là nhà tù mạnh nhất ở trong lịch sử. Nếu cưỡng ép xông ra thì sẽ bị sức mạnh của quy luật xử lý giống như với những tuyển thủ kia, bị tước đoạt mọi thứ và chết thê thảm. Ta từng nghe tổ tiên ở đó nói, hàng trăm triệu năm trước có hai vị thần đã chiến đấu ở đây. Tất cả sức mạnh của vũ trụ đều xé toạc bầu trời và mặt đất sau khi họ chết, mà mọi thứ đều bị phá hủy. Những bức tường gạch này đều là ngụy trang. Sức mạnh ở trên, sức mạnh thiên đạo ở bên trong đang dâng trào và khát khao nuốt chửng mọi thứ. Cuối cùng trời đất bầu trời tổ chức lại, xuất hiện thiên đạo. Khi đó thiên thần còn sót lại sức mạnh mạnh mẽ. Thiên đạo phát triển rất nhanh, sinh ra được nhiều quy luật và thậm chí còn đột phá đến linh đạo trong thiên đạo để nắm vững các quy luật. Sức mạnh của quy luật mà những người tu hành chúng ta nắm giữ đều đến từ thiên đạo ở trong thế giới của chúng ta. Tu hành hàng trăm triệu năm chỉ có thể giác ngộ một chút, hoàn toàn không thể nào tiếp xúc với cội nguồn. Cửu Châu, thiên đạo của mình thật đáng thất vọng. Bây giờ chúng ta đã gặp phải thứ vượt xa quy luật của nguyên thủy của thế giới thiên đạo chúng ta. Muốn thoát ra, e rằng phải dùng quy luật nguyên thủy mạnh hơn mới có thể làm được. Nhưng đó là sự đối đầu giữa thiên đạo, chúng ta đừng nghĩ nhiều tới điều đó nữa. Bây giờ tình hình cạnh tranh này ngày càng khốc liệt. Nếu lại bị mắc kẹt ở đây thì sẽ bị loại, không thể nào nhận thưởng về thần các và thăng cấp lục địa. Nhưng mình đúng là không sợ. Có một đồng đội chiến thần sẽ tích cực lấy điểm, Diệp Tiêu Lâm. Mình chỉ cần nên hết qua 5 tháng này thì có thể làm không giành chiến thắng rồi. Đến lúc đó đương nhiên sẽ được truyền đến động phủ. Người muốn làm không hưởng chiến thắng không chỉ có một mình cô đâu. Ban đầu mình hiểu rất ít về thiên đạo, bây giờ cũng bắt đầu hiểu rồi. Trên nhân đạo, thiên đạo là tôn. Trên nữa là chủ của thần đạo. Trên thực tế, hầu hết các vị thần thực sự đều dựa vào sức mạnh của các quy luật thiên đạo để chiến đấu và bổ sung cho nhau. Kỳ nạm, khi nãy còn đến rất nhiều mà. Sao ma thú gần đây đột nhiên biến mất rồi? Tiên thuật thăm dò. Không đúng, chúng ta đã rời khỏi khu vực này rồi. Cứ cái đà này, điểm tích lũy căn bản không đủ 200. Hy vọng thăng cấp mong manh rồi đây. Theo vết tích mà ta thăm dò được, bọn chúng vội vàng rời khỏi nơi đây, dường như là sợ hãi cái gì đó. Một con ma thú chuẩn tiên đế cảnh, bất kể nó được đặt ở đâu, gần như cũng sẽ hủy diệt thế giới, chứ đừng nói đến một đám. Thứ có thể khiến chúng sợ hãi, nói thật mình căn bản không dám tưởng tượng đến. Rốt cuộc chúng đang sợ hãi thứ gì đó ở bên này? Một tòa thành, hay là một kẻ nào đó? Lại là mê cung, lại lẽ tránh mình, lẽ nào thật sự tưởng mình bó tay nhỉ? Ấn ký thiên đạo nhận chủ. Cửu Châu thiên đạo, nào lúc ra ngoài chơi một trận với ta rồi. Cha, cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi. Có chuyện gì xin hãy dặn dò. Ngươi chỉ cần ra tay, mọi chuyện ta sẽ gánh vác giúp ngươi. Thiên đạo loại quy luật nguyên thủy nhận hắn làm cha hay sao? Mình chưa từng nghe nói chuyện này.